mới cho chị em xem. Thì dạo này mọi người rất là muốn cái chủ đề đó mà khui hộp. Bởi vậy bà Dê vẫn tiếp tục sẽ khui hộp nhân phẩm nữa nha. Nhưng mà hôm nay mình sẽ khui tới cái hộp đó là món tráng miệng. Thì cái hộp này rất là cute luôn đó mọi người. Màu hồng màu đỏ nhìn là khá bánh bèo chim én rồi đó. Nhưng mà bà Dê cái hộp đó mở cũng hơi bị nhiều rồi, nên đa số là trong 10 món thì bà Dê đã full hết 7 món rồi đó chị em. Chỉ còn thiếu đúng 3 món nữa thôi. Nếu mà chị em muốn biết 3 món đó là 3 món gì á thì mọi người cứ vào clip xem liền cho nóng luôn ha. Nhưng mà trước khi vào cái clip này á thì mọi người đừng quên là nhấn liền cái nút đăng ký màu đỏ ủng hộ bà Dê nè. Và mỗi ngày bạn nào có chơi Let's Trader thì hãy vào thả tim bánh nó cho tôi nha, để tôi đạt được 1 triệu tim đó mọi người. Nên chị em nào mà có vô thì nhớ thả tim liền luôn ha. Cách thức thả tim cực kỳ đơn giản. Đầu tiên mọi người nhấn vào phần bạn bè và ghé qua một tìm kiếm gõ chữ VV Official 98. Mọi người lưu ý, nick bà V trên 700.000 tim và đạt 1,63 triệu sao. Đặc biệt là có dấu tích xanh, đảm bảo không bị phát kia nha. Những nick nào mà không có dấu tích xanh đằng sau đều là phát khác nha mọi người. Còn bây giờ thì chần chờ chứ đợi vô liền luôn chị ơi. Ô là trời, sáng chân sáng trần luôn rồi mà bà Dê bà chưa có giải á bà vậy rồi nè. Hello mọi người luôn nha. Trời đất ơi, hôm nay mình lại được gặp họ chị em của mình rất là vui luôn đó mọi người. Gặp lại để làm chi ta, để mình tiếp tục mình quay clip mới cho chị em xem các kiểu cân đà đẻo à. Trời ơi, mọi người thấy bà Dê đứng trên cái tủ quần áo mà nhảy dữ đó không? Dạo này tự nhiên cái ghiền mê nhảy dữ luôn á mọi người. Nhưng mà mỗi lần mà sáng thức dậy á là bà Dê sẽ đi dạo quanh cái phòng mình, sau đó mình sẽ đi thăm các bạn thú cưng. Tại vì mọi người biết sao không, bà Dê đang me à, bà Dê đang me thêm một bạn mon con nữa. Nên bà Dê cứ phải ấp trứng liên tục luôn á mọi người. Đây, ba bạn trứng gâu gâu đang chuẩn bị sẵn sàng để mình khui. Tại vì á bà Dê đang muốn để dành nó đúng 4 bạn mon con. Và bà Dê á hả ấp lên full cấp luôn để cho 4 bạn mon con này vào trong cái chỗ mà sau camping á, cái chỗ mà phép thuật á mọi người, để mình biến bé mon cho mặc đồ dơ cho nó đẹp. Mà bà Vê mới được có 3 bé mon full cấp à, bây giờ còn thiếu một bé mon nữa nên mình vẫn cố gắng, mình mở mong á là sẽ ra một bé cún mon nữa ha mọi người ơi. Lại ra một bé chó mặc xệ nữa rồi. Trời ơi, bữa giờ bà Vê mở không ra được bé mon luôn á chị em, buồn xỉu luôn á trời. Thêm một bạn nữa mong á là bạn này sẽ là bé mon nha mọi người. Trời ơi, cái bà chó bò pháp này chắc là tôi có chục con luôn rồi á chị em. Vậy là mình phải mở trái trứng cuối cùng rồi. Nếu mà hôm nay không ra bé mon đó thì bà V vẫn phải tiếp tục ấp những bạn trứng đến khi nào ra bé mon thì thôi. Rồi xong luôn. Hôm nay mình lại su cà na nữa rồi chị em. Ra được á hả, hai bạn chó bò pháp và một bạn chó mặc xệ, chứ không ra được một bạn chó đốm giống bé mon nữa rồi. Buồn xỉu luôn. Thôi kệ, hôm nay nếu lỡ mình xui cái này nhưng mà mình hên cái khác thì sao ta. Đó là chủ đề chính ngày hôm nay đó mọi người. Đó là bà Dê vẫn sẽ tiếp tục khui những cái hộp nhân phẩm để xem hôm nay nhân phẩm bà Dê như thế nào ha. Quá là xịn sò. Hôm nay mọi người thấy bà Dê mặc quy một cái bộ đồ tím, nhưng mà mình sẽ khui cái hộp không liên quan tới màu tím chút nào. Đây, trời ơi, rất là nhiều bạn á hả kêu bà Dê á là bốc thăm thử cái món tráng miệng đi. Nhưng mà bà Dê suy nghĩ nhiều vậy, tại vì cái món tráng miệng này là bà Dê mở khá là nhiều, nên bà Dê đã được bộ tóc nè, được cái bánh quy giòn nè, được cái bộ đồ luôn rồi, và được cái mũ dâu kim tươi, rồi thêm cái sofa sô-cô-la, rồi thêm cái bàn bánh quy kem, rồi mấy lúc kẹo nữa. Nói chung á là trong cái set này á là bà Dê chỉ thiếu là mũ dâu tươi sô-cô-la thôi nè, và gậy bogo anh đào, và đặc biệt là ghế rồi. Thì cái xác suất của cái ngày hôm nay đó là gậy bogo anh đào chỉ có 3% thôi nha chị em. Là trong cái set này cái gậy này là cực kỳ hiếm luôn. Cái gậy này bà Dê thấy những cái bạn fan á mở ra rồi xong chạy xung quanh khắp cái Lazada rất là vui luôn mọi người. Còn cái ghế Smashula mềm đó là 15%. Thì cái này cũng khá là dễ bóc nè. Với lại mũ dâu tươi sô-cô-la 9% cũng khá là dễ bóc luôn. Thì hôm nay do rất là nhiều bạn yêu cầu nên bà Dê quyết định là sẽ dùng kim cương của mình để mở 10 hộp món tráng miệng cho chị em xem. Để mình xem là mình có ra được 3 cái món này không. 3 cái món này là
là bà Dê chưa có thôi, còn những cái món kia thì bà Dê đã có hết rồi á mọi người. Nhưng mà do mọi người yêu cầu thì mình vẫn sẽ mở cho mọi người xem luôn. Nên mọi người nhớ là nhấn nút đăng ký màu đỏ ủng hộ bà Dê nha, để tạo động lực nhiều thêm cho bà Dê để giành kim cương và Dê mở hộp tiếp cho mọi người xem ha. Yeah. Rồi bây giờ mở một lần thì 25 kim cương, nhưng mà nếu mình mở 10 lần thì chỉ có 225 kim cương thôi. Rồi mình mở cho nè chị. Nhìn cái hộp cũng tay xỉu mọi người ơi. Tự nhiên hôm nay mặc cái bộ đồ tím mà đi mở cái hộp màu đỏ. Không hiểu sao luôn rồi. Mong quá là nhân phẩm mình sẽ không bị xui nha chị em. Ủa gì hả? Ủa là trời, được thêm một cái bộ đồ VIP nữa nè chị em. Wow, vậy là bà Dê được tới hai bộ đồ này luôn á. Quá là xịn sò nồi canh luôn. Tiếp theo. Ủa đừng có bộ đồ nữa nha. Ô là trời, ba bộ đồ luôn. Có cái bà nào cần sang sẻ đồ không? Chứ tôi thấy là tôi dính ba bộ đồ là hơi hài hước dữ thật rồi đó chị em. Mong mới là mình sẽ ra những cái món mà mình chưa có. Chứ những cái món này thì mình... Sô-cô-la, sô-cô-la, sô-cô-la. À, trời ơi. Và có mũ dâu tươi sô-cô-la rồi đó mọi người. Vậy là bà Dê đã bóc được thêm một cái sản phẩm VIP được rồi nha. Bạn sẽ hạnh phúc biết bao nếu tóc của bạn có gì như sô-cô-la. Trời ơi, ngon quá trời luôn. Mình có một cái mũ kem rồi, bây giờ mình còn thêm một cái mũ sô-cô-la nữa. Vậy là đủ vợ luôn ha chị em. Yeah. Ý là cái mũ nữa hả? Mũ kem thì cũng được. Ồ, trời ơi, ước một được hai luôn. Vậy là mình bị trùng á hả? Hai bộ đồ với lại hai cái mũ dâu tươi sô-cô-la. Ôi, đừng nữa mà. Trời ơi, đừng. Tôi không muốn nữa đâu. Trời quá trời, ra quá trời luôn chị em. Trời ơi, cái mũ này nhiều quá rồi, chắc là tôi phải trang trí Malocan chứ mà sao tôi đợi lần ba cái mũ được ha. Rồi ý bàn bánh quy và kem, vậy là bà Dê được thêm một cái bàn nữa, vậy là mình có hai cái bàn bánh quy và kem luôn nha. Yeah. Tại vì trước đó là bà Dê có mở được một cái bàn rồi, bây giờ mình mở được thêm một cái nữa, rồi thêm ba cái rồi xong. Thấy là sugar nè. Ý trời ơi, trời ơi, trời ơi chị em, đây nè, guess my low mềm lạc và sự ngọt ngào. Trời đất ơi, vậy là đây là cái món thứ hai mà mình cần thì hôm nay nó đã ra cho cái set này luôn nha mọi người. Chỉ cần một cái món cuối cùng và hiếm nhất luôn, đó là gậy polo anh đào, thì bà Dê nghĩ là cũng không có ra nổi đâu. Tại vì cái món đó quá là hiếm. Mà bình thường bà Dê hạ bóc những cái set đồ là bình thường là tất cả các đồ mình đều có, nhưng mà chỉ thiếu đúng một món duy nhất thì cái món nó sẽ rất là khó ra mọi người. Thì cái gì vậy? Trời ơi, cái mặt hay gớm quá. Trời đất ơi, nói chung là trong cái set này là bà Dê ghét nhất là cái mặt này luôn mọi người. Nhìn cái kiểu là nó cứ bị xấu xí như thế nào á. Rồi mấy gốc kẹo sô-cô-la, ok la luôn. Vậy thì hôm nay á hả, mình đã bóc được 2 trên 3 món mình cần rồi. Bà Vê nghĩ là cái gậy polo anh đào rất là khó bóc, tại vì phần trăm khá là ít nè và cực kỳ hiếm luôn. Không sao, vậy là mình đã có đủ tất cả những cái món này rồi, chỉ có thiếu gậy polo anh đào thôi. Rồi xong, vậy là hôm nay bà Vê cũng đã hoàn thành xong cái bóc hộp rồi. Bây giờ mình sẽ đem ra mình trang trí sương sương ở ngoài nha chị em. Rồi ý mà bà Vê nghĩ là chắc là trang trí trong nhà luôn đi, tại vì á hả, những cái món đồ ăn á thì mình trang trí trong nhà nó sẽ hợp hơn mọi người. Hôm bữa là mình có bóc được cái kẹo bông gòn á thì bà Dê đã trang trí ngay phía dưới này nè. Đó, đây là cái máy làm kẹo bông gòn, nhìn khá là bánh bèo của tên luôn. Và ở đây là hai cái hộp máy rút kẹo sô cô la nè. Trên đây thì cũng là một cái máy rút kẹo luôn, quá là xịn sò. Bà Dê để lần ba máy cho đẹp. Rồi còn đây là nguyên một cái vàng hả, trái đất trái ơ của bà Dê đâu các kiểu đó. Rồi bây giờ mình sẽ trưng những cái món đồ ăn ngay khúc này đi mọi người, tại vì ngay khúc này bà Dê thấy là khá là hợp phong thủy ha. Lại là cái máy rút kẹo nữa, cái set á hả, tình nhân cũng có máy rút kẹo rồi, cái set này cũng có máy rút kẹo luôn á chị em. Đó, mình để đây đi mọi người. Vậy là thêm hai cái bánh quy nữa nè. Đó, mình để sương sương ở đây để cho chị em thấy là những cái món này nó như thế nào ha. Rồi từ từ bà Dê để bà Dê sắp xếp lại cũng được. Ý đè đè cái ghế ngồi à, Smart Blue vậy nè mọi người. Cái kẹo này là giống như cái kẹo mềm mềm mà mình hay ăn á, giống như là kẹo gì đó. Rồi, ủa vậy là mình được có 4 món đồ à. Đa số là đồ đó mọi người, đa số là quần áo, được 5 tờ quần áo. Trời ơi là trời. Trời ơi, đồ gì mà quá trời. Quay cái mũ dầu rồi còn là ba cái mũ dầu, hai cái bộ đồ luôn. Nhìn hài hước dữ thật luôn chị em ơi. Rồi vậy mình sẽ kiếm cái gì đó. Vậy là cho Quy một cái set nâu sô-cô-la luôn đi he. À, cái cánh á thì bà Dê thấy cũng khá là hợp rồi đó. Với lại đổi con mắt lại đi mọi người, mình đổi mắt của bà này lại thành màu nâu luôn đó. Nhìn lật thế là thấy quà rồi đó, tại vì hôm nay bóc đồ bổ sô-cô-la hơi về rồi đó. Rồi vậy thì hôm nay mình cũng đã mặc xong cái bộ đồ này rồi mọi người. Nhìn thấy là bánh bèo, bánh ơ và bánh ngọt chưa ha. Bây giờ mình sẽ xài thử cái này.
Úi gì vậy da, da da da, trời mềm dữ thật luôn chị em. Ôi quá là xịn luôn á. Trời nó êm dữ luôn. Bây giờ mình có thể ngồi đây để mình ngồi cái bàn này mình ăn sương sương cái kiểu con chim én đồ đó. Trời ơi, xung quanh đây là rất là nhiều bánh ngọt luôn. Mọi người vào nhà bà Gia là thấy một cái sự mà cu te cành me tràn ngập trái tim em luôn đó mọi người. Ok, thì hôm nay bà Gia cũng đã hoàn thành xong cái clip á hả, nhân phẩm của mình rồi. Nói chung là hôm nay nhân phẩm cũng khá là ổn áp 50-50 á chị em. Thì có 10 lần bóc thì mình cũng bóc được ra hai cái món á, mà trong ba món mình cùng rồi nên cũng khá là ổn áp ha. Còn bây giờ thì chắc bà Gia cũng xin kết thúc clip tại đây luôn, và hẹn chị em clip tiếp theo của bà Gia sẽ bóc thầm thêm cái hộp gì nữa đây, thì chị em cứ comment phía dưới bà Gia sẽ xem và thực hiện nha. Còn bây giờ thì bye bye tất cả chị em, và hẹn chị em clip tiếp theo.